Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Vừa qua tại đơn vị bầu cử số 3 gồm thị trấn Mường Khến, xã Mãn Đức và đơn vị bầu cử số 4 gồm xã Mỹ Hòa, Quy Hậu, đơn vị bầu cử số 5 gồm xã Địch Giáo, Phong Phú, đơn vị bầu cử số 6 xã Quy Mỹ, Tuân Lộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đơn vị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại đơn vị bầu cử số 3, số 4, số 5 và số 6, đại biểu và cử tri các xã đã được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tóm tắt tiểu sử, tóm tắt quá trình công tác của các ứng cử viên của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 đã lần lượt báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Đại biểu tham dự hội nghị tại các đơn vị bầu cử đã hoàn toàn nhất trí với dự thảo chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời cũng mong muốn các ứng cử viên sau khi được bầu sẽ cụ thể hóa các chương trình hành động vào thực tế, nói đi đôi với làm, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, làm cầu nối để truyền tải đề xuất kiến nghị của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tại hội nghị, cử tri các xã đã nêu lên những vấn đề vướng mắc ở địa phương như quy hoạch lại chợ ở xã Mãn Đức, chính sách cho người có công, công tác vệ sinh môi trường, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng kênh mương. Cũng tại hội nghị này, đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Đinh Công Sứ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã thay mặt các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 tiếp thu ý kiến của cử tri, hứa nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện sẽ thực hiện nghiêm túc vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, chuyển tải những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết. Sáng ngày 5 tháng 5, Công an huyện Tân Lạc đã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp số 711 của 3 ngành trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và quản lý tài sản. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong năm qua, thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hạt Kiểm Lâm huyện, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong huyện, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Ban ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về quốc phòng an ninh và bảo vệ rừng, được tổng số gần 1.600 lượt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, treo 12 biển cấm chặt phá rừng, 18 pano tuyên truyền về bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, phối hợp bảo vệ an toàn bắn pháo hoa đêm giao thừa, lễ giao nhận quân, giải quyết các vụ việc, tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Điển hình là thực hiện cứu hộ, cứu nạn, vụ sập lò than tại đồi tang xã Lỗ Sơn đã huy động 500 cán bộ chiến sĩ tham gia, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và phát hiện xử lý vi phạm. Lực lượng công an xã, dân quân và kiểm lâm đã tổ chức được 250 lượt tuần tra bảo vệ rừng, phối hợp xử lý 2 vụ vi phạm về vi phạm quy định về quản lý động vật rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị trong thời gian tới, các lực lượng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện đối với lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn phối hợp với kiểm lâm địa bàn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên nghiên cứu làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện bổ sung sửa đổi quy chế cho phù hợp với nghị định 133 của Chính phủ. Sáng ngày 6 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Nhiệm kỳ 2011-2016, hội thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Tân Lạc gồm 17 đồng chí. Các hội thẩm đã xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong tiến trình cải cách tư pháp, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân thủ theo pháp luật. Thường xuyên rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nâng cao chất lượng của công tác xét xử.
5 năm qua, Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử 195 vụ, trong đó hình sự 145 vụ, dân sự 21 vụ, hôn nhân và gia đình 27 vụ, kinh doanh thương mại 2 vụ. Các vụ án được giải quyết nghiêm minh, đúng người đúng tội, không xảy ra tình trạng oan sai. Để có được kết quả trên, các hội thẩm nhân dân đã thường xuyên nghiên cứu học tập trau dồi kiến thức pháp luật, nghiên cứu kỹ càng hồ sơ trước khi xét xử, đồng thời thường xuyên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp lý do Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân huyện tổ chức. Từ năm 2011 đến năm 2016 đã tham gia 10 lớp tập huấn. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội thẩm Nhân dân và Tòa án Nhân dân huyện đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của các cấp có liên quan đến ngành tòa án, thường xuyên nghiên cứu cập nhật các văn bản pháp luật, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, thực hiện các quy định của luật tòa án nhân dân, các chỉ thị quyết định của chánh án tòa án nhân dân tối cao về công tác của ngành tòa án. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh huyện đã khen thưởng cho các cá nhân hội thẩm có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2011-2016. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa hay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng trong trồng trọt chăn nuôi gây nguy hại cho sức khỏe con người và làm ô nhiễm môi trường hiện đang là bài toán khó, không chỉ với người sản xuất mà ngay cả với cơ quan chức năng. Trước tình hình đó, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nền nông nghiệp bền vững, cung ứng cho thị trường những sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi trường, năm 2014, trên cơ sở tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các doanh nghiệp, đã thành lập hợp tác xã chuyên trồng rau hữu cơ và tiêu thụ nông thực phẩm sạch mang tên Hợp tác xã Tân Lạc Sơn. Hợp tác xã Tân Lạc Sơn thành lập ra với hai mục đích, đấy là hạn chế cho bà con sử dụng thuốc trừ sâu với cả thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, với cả thứ hai nữa là có sản phẩm đầu ra an toàn, thực phẩm sạch cho người tiêu dùng yên tâm. Hợp tác xã Tân Lạc Sơn được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2014 với 4 nhóm sản xuất và 12 hộ nông dân ở hai xóm Chùa và xóm Bục cùng tham gia. Với phương châm không chạy theo số đông mà làm thí điểm rồi nhân ra diện rộng, nên hợp tác xã chỉ lựa chọn những hộ đã có nhiều kinh nghiệm và nắm vững khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt, kết nạp vào hợp tác xã. Khu nhà màng khép kín có nguồn kinh phí đầu tư trên 40 triệu đồng này ở xóm Bục xã Tử Nê được hợp tác xã đầu tư làm nơi chuyên sản xuất và cung ứng giống rau xanh theo vụ và rau xanh trái vụ cho xã viên. Hiện khu nhà màng, hợp tác xã giao cho ông Bùi Văn Thịnh, trưởng nhóm sản xuất rau hữu cơ quản lý. Ông Thịnh cho biết, trước đây khi chưa có nhà màng làm vườn ươm, gia đình ông nói riêng và bà con xã viên nói chung chỉ sản xuất được những loại rau theo vụ. Còn từ khi đưa nhà màng vào sản xuất, các loại rau trái vụ như su hào, bắp cải, su su trái vụ đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đặc biệt, hợp tác xã đã đứng ra ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển Hà Nội Hadico, AVN Mark Hà Nội và bán hàng online, nên đầu ra ổn định và sản phẩm sản xuất ra đến đâu, các đầu mối về tận nơi thu mua ngay tới đó. Cái mùa sớm ấy, làm giống thì một trận mưa to hỏng hết giống, nhưng mà có nhà màng thì nó che phủ thì mình chủ động được giống. Hoặc là ví dụ như dưa chuột ấy, thì đầu vụ trồng thì ở bên ngoài trời không có nhà màng thì nó chết hết, nó bị sương muối. Nhưng có nhà màng thì mình có thể bán được cái lứa sớm như dưa chuột ấy là 20.000 một cân. Nhưng mà sao rộ một cái là có 10.000 rồi 8.000 thôi. Cho nên là chính nhà màng nó lợi thế là cái được cái vụ sớm ấy. Cứ sản xuất ra thì các nơi họ cũng đặt rất nhiều mà cơ bản là mình không đủ cho người ta rồi. Tuy vậy, để được các công ty bao tiêu sản phẩm tin tưởng và thu toàn bộ,
Quá trình sản xuất từ khâu làm đất, ươm giống, gieo hạt, chăm sóc, bảo quản và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải theo một quy trình khép kín. Cán bộ của các đầu mối bao tiêu sản phẩm thường xuyên có mặt tại thực địa để theo dõi, đồng thời hướng dẫn xã viên cách trồng, chăm sóc đúng cách. Với chiến lược phát triển bền vững, Hợp tác xã Tân Lạc Sơn ngoài việc chú trọng tới việc xây dựng dự án hợp tác xã, còn cử cán bộ kỹ thuật bám sát các nhóm sản xuất, thường xuyên tập huấn kỹ thuật canh tác đúng quy trình, đồng thời vận động bà con thực hiện đúng kỹ thuật, trực tiếp cùng với người dân thu hoạch sản phẩm, đóng gói, chuyển về đầu mối bao tiêu sản phẩm. Nhờ vậy đã tạo dựng được niềm tin vào chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Ngoài sản xuất rau xanh, hợp tác xã còn triển khai nhiều hoạt động như trồng cây xả đen, rào cổ lam và sản xuất trà rào cổ lam và liên kết sản xuất thịt lợn, thịt bò, gà sạch và rau hữu cơ. Riêng năm 2015, hợp tác xã đã cung cấp cho các đầu mối trên 10 tấn rau, gần chục tấn thịt lợn, hơn 6 tấn thịt bò. Xã viên có thu nhập ổn định từ 1,5 đến 6 triệu đồng trên hộ trên tháng. Hợp tác xã cũng đứng ra để hỗ trợ phát triển sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân và cũng đã hình thành một vài nhóm sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn xã. Mặc dù cái sản phẩm của các cái nhóm này hiện nay cũng còn hạn chế, tuy nhiên là bước đầu cũng đã hình thành được một cái mô hình sản xuất và có thể trong tương lai sẽ phát triển. Cũng hy vọng là sẽ được nhân rộng cái mô hình này ra và khi mà có những cái chính sách hỗ trợ rồi là chính sách đầu tư phù hợp thì tôi cũng đề nghị các cấp là có thể quan tâm đầu tư, hai nữa là có chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bền vững cũng như cái việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với địa phương để tăng số hộ tham gia sản xuất rau hữu cơ, đồng thời xúc tiến tiếp cận các cửa hàng tại các siêu thị như là Hà Nội, Hòa Bình để đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho bà con. Thứ hai nữa là hợp tác xã sẽ sử dụng nguồn lực nội tại của mình, đồng thời phối hợp với nguồn lực tại địa phương như là chương trình nông thôn mới, khuyến công để tăng năng lực sản xuất cho bà con. Với những chiến lược đã đề ra, tin tưởng rằng trong thời gian tới, hợp tác xã Tân Lạc Sơn sẽ ngày càng phát triển. Thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng sẽ tạo điều kiện cho các nhóm tăng diện tích trồng và sản lượng rau hữu cơ tăng lên, giúp bà con giảm được việc sử dụng thuốc trừ sâu và các hóa chất nông nghiệp. Từ đó hạn chế ô nhiễm môi trường nông nghiệp, cung cấp ra thị trường, giúp đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Qua bước đầu thành công của mô hình, rất cần sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện bằng chính sách, vật chất và tinh thần để mô hình được nhân rộng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương. Thưa tản bố mê tản em uốn mang, tình bưởi quê khỉ quốc gia Mân Đức quyên tần lạc, hỏi thăm em Hà Quang Hoài, ông ai hay ai hay tính. Em Trang Trí là một phó bí thư đoàn thanh niên xa Năng Đông, tích cực, mà còn là một thanh niên điển hình lòng phát triển kinh tế, là giàu linh chính cái mảnh đất của quê mường. Do ước lòng mình, cái bầu nhiệt huyết của thuế ché, dám nghi, dám là, em là một cán bộ đoàn năng nố, một thu linh hết mình vì công tác đoàn. Tiểu bí đĩ, y là một điển hình toàn phong trào, thanh niên là theo bác, xung kích phát triển kinh tế ở quê mường. Tế thạc là một ốt nhà có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hoài thấu hiếu, kỹ nôi khó, nôi khố. Cho đến bớ ca còn ngồi tinh kế nhạc lường, em đã chẳng lần cố gắng vươn lên trong học tập, tích lũy kiến thức, thế áp dụng vào phát triển kinh tế ốt nhà. Bởi sự Năng Đông quyết tâm của thuế ché, tinh thần học hỏi thường xuyên tìm tòi, em đã đi án tử vùng, tham quan án tử mô hình, học hỏi kinh nghiệm, tiết thiểm hướng phát triển kinh tế ốt nhà. Sau quá trình tầm sư học đạo, em đã bàn với ốt nhà, manh gian hoàn vốn quy hoạch lai 7 hecta tất hồng, phát triển kinh tế. Tôi đã tập huấn và đi tham quan các mô hình lân cận của địa phương ban và tôi đã học hỏi những cái mô hình đấy và áp dụng thêm khoa học kỹ thuật
thì tôi đã áp dụng về là gia đình nhà tôi là mô hình là chăn nuôi và trồng trọt. Mô hình của tôi là nuôi cá thả vườn, lếch lửng và gà thịt thì và lươn sinh sản. Thì qua những năm vừa rồi tôi thực hiện mô hình thì đã đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình tôi, cải thiện lại đời sống gia đình tôi từng bước ngày càng tiến lên. Thời gian đầu khi mà bắt tay bao là em với ở nhà tôi nhất là từ khó khăn. Ông mày bởi tinh thần chẳng nản chí, chẳng lùi bước bước khó khăn. Với tôi nhú với lòng mình, lỡ bùng nò thì cái trong rơi bùng đi. Để thất bại là toàn bấy cho thành công. Em cả trăm lần học hỏi nhiệt tình tham gia tại lớp tập huấn, thì học hỏi kinh nghiệm ở từ bùng, cơ mà tích lũy kinh nghiệm do người áp dụng vào cái mô hình kinh tế của ở nhà mình. Với cái tôi thay cần cù chịu khó, em với ở nhà tất tả trong phu công mò bố một vùng đất hoang sơ. Qua bàn thay cần cù với ý chí vượt khó, ta tạo đền một chàng trai khép kín với lên 300 cốc bưới, cốc chênh. Trong đi có lên 25 cốc bưới tàu, mít thái, ngoài tha em cá nỏ y duy trì ăn khơi 100 con ca, tết lửng, 4 con cuối mê. Sắp tới tôi sẽ mở rộng thêm đó là tàu ao, thả cá và lê thêm con giống, ví dụ như là quý và gà giống gà mới dòng về là nuôi thứ, và nếu mà án thì tôi sẽ mở rộng thêm mô hình lùng bưởi nữa. Với mô hình phát triển kinh tế này, trang trí tao cho ở nhà em có nguồn thu nhập ổn định, mà ni là cái mô hình điểm án đoàn viên thanh niên trong xa quan tâm học tập, trong công tác xã hội. Với cương vị là phó bí thư đoàn thanh niên xã, em luôn năng nổ nhiệt tình hết mình với tận hoạt động của đoàn, tận tình giúp đỡ tận đoàn viên khác về vốn kinh nghiệm lồng cần túc chiếm phát triển kinh tế, hướng ứng tham gia tận hoạt động phong trào dò xa phát động. Đồng chí Hoài với cái mô hình là chăn nuôi trồng trọt và trang trại thì nuôi gà thế lớn đấy, thì theo tôi thấy là cái mô hình này cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho gia đình và mang lại cái thu nhập cho gia đình. Đồng chí cũng rất là năng động trong các mặt hoạt động cũng như là phong trào của đoàn xã cũng như là đoàn cấp lên tổ chức, thì đồng chí cũng là luôn luôn là người đi đầu tàu gương mẫu. Với thành kết quả tả có án, em xứng đáng án ngõ là cái gương thanh niên là kinh tế giỏi, góp phần vào cái sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của quyền Mường, là tấm gương thốt tiêu biểu tức mà đoàn viên thanh niên quốc xa học tập noi theo. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân từ điều 77 đến điều 82 thuộc mục 2 và mục 3 chương 8 của luật này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mục 2. Kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử. Điều 77. Biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử. 1. Sau khi nhận, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các tổ bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có, ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử của mình. 2. Biên bản xác định kết quả bầu cử có các nội dung sau đây. Số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được ấn định cho đơn vị bầu cử. Số lượng người ứng cử, tổng số cử tri của đơn vị bầu cử. Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử. Số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử, danh sách những người trúng cử, những khiếu nại tố cáo do tổ bầu cử giải quyết, những khiếu nại tố cáo do ban bầu cử giải quyết, những khiếu nại tố cáo chuyển đến Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia. 3.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử được lập thành 3 bản có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử. 4. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Ủy ban bầu cử cung cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử. Điều 78. Nguyên tắc xác định người trúng cử. 1. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 80 của luật này. 2. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ. 3. Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu, thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn. 4. Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử. Mục 3. Bầu cử thêm, bầu cử lại. Điều 79. Bầu cử thêm. 1. Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, thì ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử ở tỉnh để đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử. 2. Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, thì ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó để quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó. 3. Trong trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai. Điều 80. Bầu cử lại. 1. Trường hợp đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri, thì ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm về tổ chức bầu cử đại biểu ở cấp đó. 2. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử ở tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định việc bầu cử lại ở đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri. 3. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quyết định ngày bầu cử lại ở đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia. 4. Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên. Nếu bầu cử lại mà số cử tri đi bầu vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri, thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai. Điều 81. Hủy bỏ kết quả bầu cử và quyết định bầu cử lại. 1. Hội đồng bầu cử quốc gia tự mình hoặc theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh hủy bỏ kết quả bầu cử ở khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử có vi phạm pháp luật nghiêm trọng và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử đó. 2. Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên. Điều 82. Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm, bầu cử lại. Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm, bầu cử lại được lập danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên và theo quy định của luật này. Trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn từ điều 77 đến điều 82 thuộc mục 2 và mục 3 chương 8 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Trong chuyên mục lần sau, chúng tôi xin giới thiệu tiếp từ điều 83 đến điều 88 thuộc mục 4 chương 8 của luật này. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ban tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện Tân Lạc năm 2016 thông báo: nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động năm 2016. Thời gian: ngày 7 tháng 5 năm 2016, địa điểm: tại Nhà văn hóa huyện, khu 2 thị trấn Mường Khến. Vậy ban tổ chức trân trọng thông báo để các đoàn biết chuẩn bị tham dự liên hoan đúng kế hoạch và thời gian, đồng thời thông báo để nhân dân biết đến dự, cổ vũ, đóng góp vào thành công chung của liên hoan. Ban tổ chức thông báo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.